Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của mình nhé. Và mình là KDL Gaming TV đây. Ok, lại gặp anh em trong cái con game Play Together rồi. Thì mọi hôm là mình làm clip về hướng dẫn auto các kiểu. Nhưng mà dạo này thì auto nó sao nhỉ? Nó sắp kiểu như nó không ra cái phiên bản nào nó mới. Mình không hướng dẫn nữa anh em ơi. Cái thằng bạn nó mời qua dự tiệc rồi mình review, tiện thể review luôn cho anh em xem cái công sức của nó xây được cái nhà chất lượng cỡ nào nha anh em. Mình đã xem qua rồi, mình thấy nhà nó xây ý tưởng khá là ghê luôn nha anh em. Thì đây là thằng bạn mình nha anh em ơi. Chỉ trước tiên ở cửa mình vào cái thấy nó trưng luôn con cá to đùng ở đây rồi nè. Thì nó cũng không có gì đặc sắc cả. Nhưng cứ từ từ anh em ạ. Rồi còn cái khác nữa. Rồi vào đây trưng xem phòng ngủ nó có cái gì không. Cũng bình thường thôi anh em ạ, không có gì cả. Cái gì đặc sắc này tí nữa mình cho anh em xem sau. Rồi, mở ra bạn ơi. Sao nãy vừa thấy mở cửa xong mà giờ không mở nữa nhỉ? Chắc lại phải sang bên này rồi. Trời ơi. Người mình bốc mùi rồi anh em ạ. Trời ơi, vào nhà người ta mà bốc mùi thế này à. Nhà vệ sinh hai cái đi tiểu luôn, hai cái bồn cầu luôn. Ok, vậy là được rồi. Ở đây xem anh Nhiên có cái con cá gì nào. Ra chơi nào con cá gì đây. Quên mé tên rồi anh em ạ. Thôi, em thông cảm nhá, mình quên tên luôn rồi. Rồi, vào cái phòng này nó là cái phòng gì đây. Phòng đọc sách anh em ạ. Thôi, nó cũng không có gì ấn tượng cả. Cái mà ấn tượng cho anh em mình muốn giới thiệu nó là cái này nè. Đi lên tầng nhá anh em. Ở đây có cái vườn hoa à? Cũng không có gì đặc sắc cả, nó cũng bình thường thôi. Đây là anh em thấy cái nhà nhỏ như này đúng không? Nhưng mà còn một cái nó đặc biệt hơn. Đây. Đây là nhà bếp à? Đây là bàn ăn à? Rồi, úi rồi anh em ơi, lên đây nhìn qua cái lớp kính này em thấy này, em thấy này. Uầy. Đó, đây anh em nhảy vào cái ghế này nha. Em ngồi vào cái ghế này. Là anh em ra ngoài được nhá. Ấy, rồi ơi. Ra ngoài, ở trên trời luôn nha anh em ơi. Ở trên trời nhá, đừng có nhảy xuống nha. Nhảy xuống là rơi xuống đất luôn đấy. Rồi, một cái gọi là khu gì đây. Cà phê à. Bác ơi, cho em một cốc cà phê mùa dịch ạ. Cốc cà phê đem về nhá. Ok. Đây. Chẳng có nhé, mình nhảy xuống mình tắm luôn rồi ta. Nhưng mà thôi, tắm thì mất thời gian quá đi. Không tắm nhá. Tắm thì mất thời gian quá trời luôn. Ôi, em rơi xuống đất rồi. Rơi xuống đất rồi mấy các bác ơi. Trời ơi. Chết thật đây, đang đứng ở trên trời mà rơi mẹ xuống đất rồi. Làm sao vào nhà đây. Ok, vào rồi. Ôi, lại mất công phải chạy lên. Chạy lòng quang rơi luôn xuống đất rồi. Lại phải đi lên lại để review cho các bác xem cái nhà nó ảo diệu gỡ nào nha anh em. Mình mới nhìn được một góc thôi. Còn nhiều lắm. Một cái ý tưởng xây nhà là khá là chất lượng nha. Xây ở bên ngoài thôi nha em. Mà nó ở trên cao luôn này. Đó. Nó ở trên cao luôn. Chắc là khá là mất thời gian. Rồi ở cái nước này mình nhìn này. Mình thấy có cái gì cao cao này anh em ơi. Hình như là thanh niên trưng cá ở trên đây này à. Thanh niên trưng cá ở đây này. Đường phía đằng kia còn cả quán bar nữa kìa. Ok, mình sẽ trèo lên đây trước anh em ơi. Ở trên cao mình sẽ nhìn được tất cả các thứ này. Ở đây có con cá sấu rồi, cá voi sát thủ rồi, cái cá lưới cưa này. Rồi nhảy lên. Ui, thanh niên cũng nhiều cá to phết đấy chứ anh em ạ. Đúng là đại gia mà. Rồi lại còn nhảy qua này này nhảy. Ồ, đây trưng toàn cá vương miệng luôn này. Thì lên đây có một cái giường để ngủ. Giường phao à, giường hơi luôn. Ôi, rơi xuống đất rồi. Đây rồi anh em ơi. Rơi xuống đất thì mình tiện thể mình review luôn cái quán bar xem nào. Có vẻ như quán bar này không treo lên trên được. Nên là bạn ấy để ở dưới đất. Quán bar này cũng chỉ có loa và đèn nháy thôi. Để xem mình bảo bạn ấy tắt điện đi xem là quán bar nó có hợp lý không nhá. Tắt điện đi Xuân ơi. Tắt điện đi.
tắt điện. Chặt chữ tắt mà không được ta. Tắt điện đi. Ok, tắt điện đi. Tắt điện đi xem là quán quẩy ba là quẩy quán ba cái nào. Alo bạn thân của tôi. Tắt giùm tôi cái bóng điện. Alo, đâu rồi? Tắt đó, thấy chưa anh em ơi? Ôi, cái quán bar có khác mà tắt điện đi một cái nó phải đẹp như thế này. Đó, anh em quẩy bar đi nào. Anh em chúng ta quẩy bar đi, còn mình đi chạy quanh quanh cái nhà em còn cái gì nữa không? Không biết ở phía đường này có cái gì không ta? Ôi hu, có, ôi anh em ơi, có nguyên một cánh rừng, nhiều quá ta. Rồi mình sẽ lên cái trên cao kia một lần nữa nha anh em. Xem mà nó có cái gì ở đấy. Ôi ôi, nhảy mãi không lên. Mình sẽ lên trên cao kia cho mình nhìn bao quát cái nhà xem là nó lộng lẫy cỡ nào nhé. Ơ sao lại không nhảy lên được nhỉ? Đề nghị là bạn đổi cái cầu thang khác nhé. Ôi trời ơi, lại còn tiết kiệm kinh phí này là rơi xuống đất lên này làm sao mà đi. Trời ơi, đang chạy bộ rơi xuống đất lại phải chạy nhảy mãi không lên được cái này. Đề nghị bạn là để mấy cái thảm này nó liền lại với nhau nhé. Úi trời ơi, nhảy rơi xuống đất mấy lần rồi. Ấy à, tại sao lại chui luôn xuống cái gầm này trời. Có vẻ là con nhà này nó ma quái thật sự đấy. Lại phải leo lên lại lần nữa nè. Mong là lần này leo lên không bị rơi xuống đất nha. Rơi xuống đất là luận về nhà luận khóc đấy. Rồi lên nhìn bao quát cái nhà xem là nó đẹp cỡ nào nha. Nhìn một số cá vương miện là thấy thèm thật đấy. Mới luận khi nào luận với câu được nhiều cá như thế này. Ồ, nhìn thì nói chung là mình ở trên đây làm bản Vina Heo. À quên, Vina Hau anh em ạ. Này lại đọc nhầm rồi. Vina Hau quẩy cái cho nó phê nhá anh em ơi. Nào. Alo. Cho một bản nhạc bác ơi. Cho xin bản nhạc. Rồi, quẩy thế thôi, thời gian không có nhiều, ok. Anh em nhìn thấy có vẻ như con nhà này xây mất khá là nhiều thời gian đấy anh em ạ. Thì cũng khá là nhiều tiền đấy chứ không đùa đấy nhá. Đứng trên cao này có vẻ người ta nhìn thấy hết luôn anh em á. Anh em nào mà không có tiền để mua nhà 54k thì có thể làm cách như thằng bạn mình nhá. Đấy, nó sẽ xây ra ngoài đây. Xây ra ngoài đây thì còn rộng hơn cả cái biệt thự ấy chứ đùa đâu. Ở trong nhà nó chỉ trưng một chiếu à, phòng ngủ, phòng vệ sinh, nhưng mà nó trưng ra ngoài đây thì gọi là rộng mắt Đà Lạt luôn nhá anh em. Anh em có thể đứng nhìn qua cái thấu kính ở trong nhà, cái anh em nhìn ra ngoài là thấy mà. Ok, còn giờ thì mình xin phép kết thúc cái clip ở tại đây nhá. Bạn nào yêu quý mình thì nhớ cho mình xin một like, một lượt subscribe kênh để mình sớm đạt được 2.000 người đăng ký kênh nhá. Và bạn nào muốn mình review nhà thì có thể comment ở bên dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ tranh thủ tham quan nhà bạn ấy một chút. Nếu như bạn nào muốn mình review nhà ấy thì cứ comment bên dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ tham quan nhà bạn ấy có cái gì đặc sắc không để mình review nha. Nói chung là cứ phải có cái gì đặc sắc một chút thì mình cứ review nhà chứ, nhà mà mới mua review làm gì đúng không. Ok, còn giờ thì bye bye anh em nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Nhớ like và subscribe kênh mình nha. Bye bye.